Xin chào tất cả các bạn đến với trung tâm y tế đặc biệt. Hôm nay thì bên shop mình có chương trình là xả hàng tồn kho của bên shop. Ví dụ như một số sản phẩm mà nó bị trầy, bị nứt thì đấy, mình đã chỉnh sửa lại rồi và sẽ bán với giá thanh lý từ 60-70% nhé. Ví dụ như một cây trên tay của mình đây, cây là ES180 với gỗ mắc bồ. Và cây này có lỗi thì nó bị nứt, chưa có điểm nè các bạn. Này nứt này. Và cái lỗi này mình đã sửa rồi. Ví dụ như cây này thì 2,2 triệu. Và shop mình sẽ bán lại với giá giảm giá đó là 800.000 thôi. Và khi mua sẽ kèm bao cho các bạn nhé. Này 800, gỗ nguyên tấm hết. Cần rất là nguyên, cần nguyên không ghép này. Giá 2,2 triệu đang giảm còn 800. Các bạn nào có nhu cầu thì có thể tham khảo các sản phẩm đang giảm giá trên cái kênh fanpage của mình nhé. Như tại Việt. Một số dòng rẻ hơn. Ví dụ như cây này là S100 này. Giá là 1,1 triệu. Và nó bị trầy cái lưng, cái sơ này. Đang giảm là 400.000. Khi mua là có kèm bao luôn, giảm từ 60-70% hết nhé. Một số cây cao cấp hơn, ví dụ như cái dòng SCD180 này. Đấy, hàng này có ti nhé. Giá 1,5 triệu đang mình đang xả còn 650. Nói chung là từ 500-600 cái dòng này, có ti này. Nó nhiều mẫu lắm nha các bạn, nếu mà muốn tham khảo kỹ hơn thì có thể lên trang fanpage Guitar Ad Việt, nhắn tin và shop sẽ tư vấn cho. Số cái dòng cao cấp này. Dòng này là gỗ mắc bồ, các bạn nhìn cái gỗ rất là đẹp. Dòng này gỗ thật đấy nhé. Đấy, nó bị nứt cái lưng này. Và mình sẽ chỉnh sửa. Dù như cái này là 5,2 triệu. Và số sẽ bán lại với giá tầm 1,2-1,3 triệu thôi. Giảm từ 60-75% đấy. Rất là rẻ. Và các bạn khi mua cái sản phẩm này chấp nhận là cái sản phẩm nó sẽ bị cũ và bị trầy một tí nhé. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn có nhu cầu có thể lên fanpage Guitar Việt, nhắn tin qua cho shop và shop sẽ tư vấn cho nhé. Nhiều dòng lắm nha. Khoảng tầm 400 cây ấy.